Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Economic. Đây là chuyên mục giải ảo kinh tế do chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa thực hiện. Cảm ơn Tuyệt Trinh đã giúp tôi thực hiện video này và mã QR của video cũng là của Tuyệt Trinh. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ. Tôi xin đi vào chuyên mục ngày hôm nay. Goldman Sachs nói rằng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán chỉ mới bắt đầu. Hãy xem xét vào năm 2022. Goldman Sachs nói rằng chúng ta có 35% khả năng bước vào thời kỳ suy thoái. Nhưng chuyển nhanh sang ngày hôm nay, Goldman Sachs nói rằng đừng bận tâm, chỉ có 15% khả năng chúng ta sẽ rơi vào thời kỳ suy thoái. Họ không chỉ dự đoán tăng trưởng kinh tế mà còn dự đoán tăng trưởng thị trường chứng khoán. Họ dự đoán thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục bùng nổ cho đến năm 2025. Có hai lý do chính khiến Goldman Sachs nói rằng nền kinh tế và thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục bùng nổ. Thứ nhất là thị trường việc làm, vì chúng ta đã vượt quá kỳ vọng, mặc dù báo cáo việc làm gần đây nhất không tốt như mong đợi. Thứ hai là vì lạm phát là điều bạn không còn phải lo lắng nữa, mặc dù báo cáo lạm phát gần đây nhất cũng nóng hơn một chút so với dự kiến. Lý do tại sao điều này lại quan trọng và lý do tại sao tôi làm video này không chỉ vì dự đoán của họ, mà vì mặt khác, Ngân hàng Dự trữ Liên bang nói rằng họ muốn tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Họ cũng muốn tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Đây là lúc tôi nghĩ nhiều người hiểu ý nghĩa chung của việc này, nhưng không hiểu đầy đủ ngụ ý. Vì nhìn chung, Ngân hàng Dự trữ thường cắt giảm lãi suất như một cách để kích thích nền kinh tế, khi bạn đang chứng kiến sự suy thoái kinh tế. Nhưng khi bạn đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế, khi bạn đã thấy thị trường chứng khoán tăng và bạn bắt đầu cắt giảm lãi suất, có khả năng dẫn đến nền kinh tế quá nóng. Điều này cũng có thể làm cho vấn đề lạm phát trở nên tồi tệ hơn. Để thực sự hiểu điều này, hãy để tôi chỉ cho bạn cách hệ thống kinh tế của chúng ta hoạt động. Có ba thực thể chính trong hệ thống kinh tế của chúng ta: người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Mọi người, giàu hay nghèo, trung lưu đều là người tiêu dùng vì ai cũng phải ăn, cần quần áo và có xe hơi, v.v. Một số người trở thành nhà đầu tư. Nhà đầu tư là những người sở hữu một phần doanh nghiệp. Cách thức hoạt động của hệ thống kinh tế là người tiêu dùng đến và tiêu tiền tại một doanh nghiệp. Bạn đến Chipotle, bạn mua thêm guacamole, bạn tiêu tiền vào doanh nghiệp. Điều này rõ ràng là mang lại lợi ích, giúp mọi người có việc làm. Nhưng điều đó cũng mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư. Vì điều đó có nghĩa là lợi nhuận sẽ thuộc về chủ sở hữu của doanh nghiệp. Và ai là chủ sở hữu của doanh nghiệp? Không ai khác chính là nhà đầu tư. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi bạn thấy lạm phát? Tôi đã thấy điều này xảy ra rất nhiều trong 5 năm qua. Khi bạn thấy lạm phát, có nghĩa là tiêu dùng trở nên đắt đỏ hơn. Khi tiêu dùng trở nên đắt đỏ hơn, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải trả nhiều đô la hơn. Bạn phải trả nhiều tiền hơn cho cửa hàng tạp hóa của mình. Bạn phải trả nhiều tiền hơn cho quán của mình. Bạn phải trả nhiều tiền hơn để mua một căn nhà. Bạn phải trả nhiều tiền hơn để mua một chiếc ô tô. Mọi thứ sẽ trở nên đắt hơn. Khi nhiều đô la hơn vào tay doanh nghiệp, nhiều đô la hơn vào tay nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là lạm phát mang lại lợi ích không tương xứng cho nhà đầu tư, trong khi gây tổn hại không tương xứng cho người tiêu dùng. Nhưng không phải mọi người tiêu dùng đều là nhà đầu tư. Trên thực tế, hầu hết người tiêu dùng không phải là nhà đầu tư. Hầu hết người tiêu dùng chỉ là nhân viên. Và vì vậy, nếu bạn chỉ là nhân viên, điều đó có nghĩa là bây giờ bạn phải dựa vào mức tăng lương của mình để theo kịp chi phí gia tăng này. Vấn đề với điều này là chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng về tiền lương trong 5 năm qua và trong 50 năm qua. Nhưng mức tăng trưởng tiền lương ở đây đến tay người tiêu dùng không theo kịp tốc độ tăng giá của mọi thứ. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư ngày càng giàu hơn, còn những nhân viên trung bình chỉ là người tiêu dùng sẽ trở nên nghèo hơn. Vì vậy, bây giờ khi chúng ta rơi vào tình huống ngày nay, Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho biết họ muốn tiếp tục cắt giảm lãi suất để tiếp tục kích thích nền kinh tế.
nhằm tiếp tục tạo ra thị trường việc làm và nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, thị trường đang bùng nổ. Trong thời điểm nền kinh tế vẫn đang phát triển, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Có thể có nguy cơ khiến nền kinh tế quá nóng. Có thể có nguy cơ làm cho vấn đề lạm phát trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta biết rằng có thể xem xét bất kỳ khoảng thời gian nào trong 50 năm qua. Khi bạn thấy lạm phát xảy ra, các nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều hơn chỉ là nhân viên. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải tự hỏi rằng khi chúng ta đã thấy những tác động lớn của lạm phát trong 5 năm qua, điều gì sẽ xảy ra trong 5 năm tới? Đó là lý do tại sao tôi là người ủng hộ mạnh mẽ việc giáo dục tài chính để bạn có thể trở thành nhà đầu tư. Cùng với đó, hãy tìm hiểu sâu hơn một chút về báo cáo của Goldman Sachs và những gì sẽ xảy ra với thị trường chứng khoán trong tương lai. Thị trường chứng khoán tất nhiên, nếu bạn là nhà đầu tư và muốn cập nhật những gì đang diễn ra trên thị trường tài chính. Tóm tắt thị trường là một nguồn tài nguyên miễn phí mà tôi đã tạo. Đây là một bản tin hàng ngày miễn phí, nơi mỗi ngày nhóm của tôi sẽ trình bày chi tiết những gì đang xảy ra, chẳng hạn như nền kinh tế, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tiền điện tử và nền kinh tế toàn cầu. Hãy để tôi cho bạn thấy Goldman Sachs nói gì về xu hướng của thị trường chứng khoán, và sau đó tôi sẽ đặt tất cả những điều này vào viễn cảnh. Công ty Goldman Sachs dự đoán rằng S&P 500 sẽ đạt 6.000 điểm vào thời điểm đó, vào cuối năm, và 6.300 điểm trong một năm kể từ bây giờ. Nếu dự đoán của Goldman đúng, thì chỉ số thị trường chứng khoán nói chung có thể tăng 4% cho đến tháng 12 và 10% trong năm tới. Đầu tư có rủi ro mà bạn không bao giờ được đảm bảo sẽ kiếm được tiền khi bạn đầu tư. Trên thực tế, bạn sẽ mất tiền vào một lúc nào đó. Vì vậy, hãy khiến bạn luôn phải thẩm định kỹ lưỡng và không bao giờ tin tưởng một cách mù quáng vào một người ngẫu nhiên trên YouTube. Trong năm qua, tính đến thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán, cụ thể hơn là S&P 500, tăng khoảng 20%. Trong 5 năm qua, tôi đã thấy S&P 500 tăng hơn 90%. Và trong 50 năm qua, giả sử rằng bạn tái đầu tư cổ tức của mình, tôi đã chứng kiến thị trường chứng khoán S&P 500 tăng hơn 2.000%. Nhưng để thực sự nhìn nhận điều đó, hãy so sánh sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán với mức tăng trưởng thu nhập từ đầu năm đến nay. Kỳ vọng lớn về tăng trưởng hộ gia đình là 4%. Tôi đã tính toán 4%. Vì trong cả năm 2023, tôi đã thấy thu nhập hộ gia đình trung bình ở Mỹ tăng 4%. Tôi sẽ chỉ sử dụng con số tương tự cho năm 2024 cho đến nay. Mặc dù mức tăng lương thực tế đã giảm xuống đến năm 2024, nhưng tôi sẽ hào phóng trong 5 năm qua, tôi đã thấy thu nhập hộ gia đình ở Mỹ tăng trung bình khoảng 20%. Trong 50 năm qua, tôi đã thấy thu nhập hộ gia đình ở Mỹ tăng dưới 700% một chút. Điều đó có nghĩa là thu nhập hộ gia đình ở Mỹ đã không theo kịp giá của những thứ mà chúng ta biết. Điều này giúp giải thích tại sao chúng ta thấy khoảng cách giàu nghèo rộng hơn mà chúng ta thấy. Những người có hiểu biết về tài chính mà các nhà đầu tư thấy giá tài sản của họ bùng nổ trong vài thập kỷ qua so với mức trung bình lương của một người, thậm chí còn không theo kịp tốc độ tăng giá của mọi thứ. Một lần nữa, đây là nơi bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể phàn nàn, hét lên, ghét hệ thống, hoặc bạn có thể tìm hiểu hệ thống, tìm hiểu các quy tắc và bắt đầu trở thành nhà đầu tư mà chúng ta thực sự có thể xây dựng sự giàu có trong hệ thống kinh tế này. Tất nhiên bây giờ tôi muốn nói rõ điều này rằng thị trường không phải lúc nào cũng đi lên trong suốt 50 năm qua, và thậm chí trong 5 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những cuộc suy thoái mà chúng ta đã chứng kiến. Sự sụp đổ của thị trường là một phần của hệ thống kinh tế của chúng ta. Nhưng bất chấp sự sụp đổ của thị trường, bất chấp suy thoái kinh tế và bất chấp sự biến động mạnh mẽ của thị trường trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta vẫn thấy thị trường chứng khoán đi lên khi bạn nhìn vào nó trong thời gian dài. Đó là lý do tại sao bạn phải là một nhà đầu tư sành sỏi, và tất nhiên không phải ai cũng đồng ý với Goldman Sachs.
Hãy xem đại diện của bộ phận quản lý tài sản JP Morgan đã nói gì. Tôi ngày càng cảm thấy lo lắng về thực tế là thị trường vốn cổ phần tiếp tục định giá ở một mức mềm. Phải chăng điều đó có nghĩa là anh ấy đang lo lắng rằng thị trường chứng khoán, hay còn gọi là chứng khoán, thị trường đang định giá trên thực tế là sẽ không có suy thoái kinh tế nào vào bất kỳ lúc nào trong tương lai. Nghĩa là khi đôi khi mọi người nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra sai sót, thì đó là lúc mọi thứ có thể sai lầm. Bây giờ, tôi muốn quay lại những gì Ngân hàng Dự trữ Liên bang đang nói. Vì bây giờ chúng ta hãy kết hợp tất cả những điều này lại với cuộc thảo luận về lạm phát và thị trường. Bởi vì Ngân hàng Dự trữ Liên bang giờ đây, tôi biết rằng không phải ai cũng đồng ý tiếp tục cắt giảm lãi suất một cách đáng kể. Tôi đã thấy một số bất đồng quan điểm trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang nên cắt giảm lãi suất mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên, lý do tại sao tôi muốn đặt tất cả những điều này vào viễn cảnh là có một số vấn đề đang diễn ra ở đây. Số 1 là giá trị thị trường đang tăng nhanh hơn giá trị thu nhập. Điều này sẽ tiếp tục xảy ra. Điều này đã xảy ra trong quá khứ và nó sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Điều chúng ta không biết là Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ làm gì và điều gì sẽ xảy ra trong nền kinh tế ngày mai. Chúng ta có biết không? Hoàn toàn có cờ đỏ, nhưng bạn cần chuẩn bị tài chính để có thể tận dụng bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường. Điều đó có ý nghĩa gì? Tùy thuộc vào những gì tiếp tục xảy ra với lạm phát. Tùy thuộc vào những gì tiếp tục xảy ra trên thị trường việc làm. Nó có thể quyết định những gì Liên bang Ngân hàng Dự trữ hiện đang thực hiện, bất kể tin tức gì xảy ra. Nếu Ngân hàng Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất, và nếu chúng ta bắt đầu thấy nền kinh tế nóng hơn, và nếu chúng ta bắt đầu thấy lạm phát nhiều hơn, chúng ta biết ai có thể được hưởng lợi. Bây giờ, chúng ta đã từng chứng kiến thời kỳ lạm phát đình trệ. Lạm phát đình trệ là khi bạn thấy nền kinh tế chậm lại, thị trường việc làm chậm lại và giá cả mọi thứ tăng lên. Đó là trường hợp xấu nhất, nhưng điều bạn muốn chuẩn bị là bất kể điều gì xảy ra ở thị trường, bạn muốn có thể tận dụng mọi thứ. Điều đó có nghĩa là có tiền để đầu tư và sau đó tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đó là nội dung giáo dục tài chính. Bây giờ, cách bạn đầu tư sẽ phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Có hai cách chung để trở thành nhà đầu tư. Tôi không nói về giao dịch, tôi đang tập trung vào đầu tư. Bạn có thể là nhà đầu tư tích cực hoặc nhà đầu tư thụ động. Nhà đầu tư thụ động, một số người gọi đây là phương pháp tính trung bình chi phí bằng đô la trên thị trường chứng khoán. Đây là nơi bạn đặt ra và quên đi hệ thống mà mỗi tuần, hai tuần một lần hoặc mỗi tháng, bạn chỉ đầu tư tiền của mình vào thị trường vào các quỹ chỉ số rộng, ETF hoặc quỹ tương hỗ. Nếu bạn là một trong những nhà đầu tư thụ động, mà tôi nghĩ 98% người Mỹ nên làm như vậy, vì hầu hết mọi người không biết làm thế nào để phân tích một khoản đầu tư. Và hầu hết mọi người không biết cách quản lý khoản đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng. Tôi biết khủng hoảng sẽ xảy ra, nhưng nếu bạn là nhà đầu tư thụ động, điều bạn muốn hiểu là bạn đã nói điều đó và quên nó đi. Nếu thị trường đang bùng nổ, thì bạn hãy tiếp tục đầu tư. Nếu thị trường đang sụp đổ, bạn tiếp tục đầu tư. Nếu trời mưa, bạn tiếp tục đầu tư. Nếu mặt trời chiếu sáng, bạn tiếp tục đầu tư. Đó là cách bạn giành chiến thắng ở đây. Nếu bạn không bắt đầu hoảng sợ khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn, nếu có bất cứ điều gì, bạn muốn sử dụng chúng như một cơ hội để có thể mua. Ngay cả hơn nữa, đó là cách bạn giành chiến thắng với tư cách là một nhà đầu tư thụ động. Nếu bạn là người quan tâm đến những gì đang xảy ra trong tin tức, bạn cứ tiếp tục đầu tư và để thị trường làm việc của nó. Miễn là nền kinh tế tiếp tục phát triển và miễn là thị trường tiếp tục phát triển trong thời gian dài, thuật ngữ bạn xây dựng sự giàu có khi đầu tư tích cực hơi khác một chút. Một số người gọi đây là đầu tư cơ bản mà hiện tại bạn đang tìm kiếm khoản đầu tư. Đôi khi là các công ty riêng lẻ và bạn đang tìm kiếm một mức giá tốt. Điều bạn muốn chú ý là xu hướng đang diễn ra trong nền kinh tế. Đôi khi đây là những xu hướng thị trường rộng lớn như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đang xảy ra,
nơi hiện tại hầu như mọi thứ đều được giảm giá. Đôi khi nó cụ thể hơn. Xu hướng thay đổi trong nền kinh tế, bạn nhìn thấy cơ hội trong công nghệ. Bạn nhìn thấy cơ hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và bạn tìm thấy cổ phiếu hoặc công ty để ra ngoài và đầu tư vào. Có thể bạn đang đầu tư vào bất động sản. Bạn đang tìm kiếm các giao dịch bất động sản riêng lẻ. Nhưng đây là lúc bạn muốn chú ý đến những gì đang xảy ra. Theo cách đó, bạn có thể tận dụng mức giá tốt sắp tới, vào và mua. Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết chiến lược của mình và bạn phải hiểu điều gì đang xảy ra. Theo cách đó, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư tinh vi hơn và không bị cuốn theo tất cả các cảm xúc vì có rất nhiều cảm xúc ngoài kia. Đó là lý do tại sao tôi tạo ra tóm tắt thị trường. Vì tóm tắt thị trường là một bản tin và chúng ta không cần phải đi sâu vào tất cả chủ nghĩa giật gân và tất cả những thứ cường điệu đó. Bởi vì tất cả tin tức đều có ở đó, tôi chỉ có thể cho bạn biết điều gì đã xảy ra một cách không thiên vị. Vì vậy, nếu bạn thích tóm tắt thị trường, tôi đã đưa liên kết cho bạn trong phần mô tả. Nhưng đây là lý do tại sao bạn lại muốn trở thành nhà đầu tư. Theo cách đó, bạn có thể tận dụng cách hệ thống kinh tế của chúng ta vận hành. Nền kinh tế đang bùng nổ. Nhà Trắng nói như vậy. Ngân hàng Dự trữ Liên bang nói. Vì vậy, ngay cả các nhà kinh tế ở phố Wall cũng nói như vậy. Nhưng có một rủi ro tiềm ẩn ở đây mà không ai thực sự nói đến. Hãy để tôi chỉ cho bạn một mặt. Fed nói rằng nền kinh tế rất mạnh. Và mặt khác, họ đang cắt giảm lãi suất theo thông lệ của liên bang. Ngân hàng Dự trữ cắt giảm lãi suất như một cách để kích thích nền kinh tế. Tôi xin kết thúc chuyên mục giải ảo kinh tế của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Mia Economic. Hãy ghi danh vào Mia Economic để ủng hộ tôi. Trên màn hình và mã QR nếu quý vị ở Việt Nam muốn mời tôi một ly cà phê. Các bạn có thắc mắc là tại sao tài khoản có phải tên của tôi, đó và tài khoản của một người thân của tôi tại Việt Nam. Xin cảm tạ.